Hello, chào mọi người Clip này mình sẽ review cho mọi người một cây hàng Cây kính Aviator thập niên 90 người hàng chuẩn Để mọi người tham khảo nha, một cái tư liệu tham khảo người. Thì ở đây cũng là một cái cây kính hiếm hoi mà mình về được theo một cái dạng là một cái hàng lưu trữ người. Thường những cái hàng này là đa số người, mình nói đa số nha Là những cái cửa hàng người ta giữ cái này làm cái mẫu mà xem à, bộ người là giống như là một cái mẫu một cái mẫu lưu để giống như là một lỗ mẫu mẫu sản phẩm chuẩn của người ta sản phẩm lưu trữ người để trong một cái trường hợp nào đó người ta dùng để tham chiếu hay gì đó thì tới một lúc nào đó thì người ta sẽ à, bán ra bán bán ra mọi người và thường là lên tới 20 30 năm là chuyện bình thường rồi thì đây là một cái cây mà thuộc cái dạng lưu trữ người con này là một con thập niên 90 người ha Và cái bộ phụ kiện của nó thì mình sẽ lấy ra cho mọi người xem có gồm những gì ha Thì đầu tiên người, đầu tiên chắc chắn là một cái Cái tác người, một cái tác Cái cuốn này là mình thấy là Ray-Ban giới thiệu nè Sunglasses by Bow and The World uh, classic mọi người Và con này nó được bán bởi cái cái store là A&N store là người, cái, 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 cái store này là thường là bên Mỹ mọi người ha có cái hình cái móc câu người. và đây có một cái số giống như là cái mã barcode thì mọi người thấy là con này là cái con L2846 mọi người một cái con mà gần như là bán chạy nhất nhì trong cái 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 trong số những cái kính của Ray Ban đó người thì trên cái con này trên cái tờ giấy này người thấy là cái dòng này dòng classic metal nè con này là một con large metal hai la mã nha Aviator Last Metal người sau này thì nó chuyển sang cái dòng ý cũng là ghi là là à, là dòng Last Metal là như là như vậy đó người tên đúng của nó là Aviator Last Metal đó người và hai la mã là 6214 ha còn một la mã là 5814 và có một cái con ba la mã nữa là 6414 người gọng màu vàng thì được uh, đánh là Arista người và trồng trong uh, G15 ha đây là cái kích thước trồng là 62mm và à, uh, paddle hình như là cái màu của cái 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 phần nhựa đệm mũi cho người và điểm điểm uh, tai Đây thấy không? Ray-Ban giới thiệu mọi người. Nè, do Ray-Ban will give you the lasting satisfaction giống như là một cái sự thỏa mãn cho tới lúc cuối cùng rồi of owning graphic sunglasses with the unmistakable look of quality nghĩa là cái kính này được làm làm giống như là không có một cái lỗi lầm gì nữa, giống như là hoàn hảo người một cái cái vẻ ngoài hoàn hảo nên là được giữ nguyên bản từ năm 1937 tới nay rồi ha The lens mọi người là cái cái tròng á, the lens of your Ray-Ban Classic đó là cái trồng của cái cái kính Ray-Ban của bạn á là had been treated to make dumb impact resistant nghĩa là đã được xử lý để chống chảy xước mọi người ha. Và in accordance là theo cái tiêu chuẩn của cái US Federal Regulation là giống như là một cái cái tiêu chuẩn của US mọi người, cái federal Uh, each ray lens mỗi cái tròng ray ban thì được e tested to ensure là nghĩa là được đã được kiểm tra từng cái một ha để đảm bảo rằng nó 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 đạt được tiêu chuẩn này ha nghĩa là từng cái đều được uh, test riêng lẻ hết để đạt cái tiêu chuẩn hết tuy nhiên no sunglass lens provide A shutter or are unbreakable seal again I injury nghĩa là nó không tuy nhiên là cái việc mà đảm bảo mà bể vỡ là nó không 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 đảm bảo nhưng mà nghĩa là khi mà rơi rớt vẫn cái bể vỡ như thường thì ở đây nó giới thiệu thêm là Ray-Ban lens a precision đó, round and police for optimum optical performance như là được đánh bóng mọi người và để prevent reserve phục vụ cho cái điều kiện of device, uh, cái bề mặt nhãn mình you should take care of cleaning lắm nó nói chung là để đảm bảo cho việc uh, bảo quản cái 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 sự mà uh, mịn màng cái bề mặt của người cái sự tơ láng thì phải bảo quản. Bất cứ khi nào có thể hãy vệ sinh uh, cái cái len mọi người uh, với nước và xà phòng và sau đó thì uh, Uh, làm khô nó bằng một cái vải mềm vậy thôi người nghĩa là mọi người nên rửa cái trồng bằng nước và xà phòng nhé liên tục mọi người và sau đó làm khô mọi người có thể là sấy uh, hay là để làm phơi phơi nắng nhẹ cho cái cái nước bên trong cái cái vành giữa cái cái khung mọi người và cái cái trồng kính nó khô đi hết nha để nó đảm bảo là nó không bị rỉ sét ha nên gọi ít Water or other cleaning liquid are not available blow uh, on the lens to remove any abrasive particle nghĩa là mình có thể thổi nha thổi particle những cái hạt bụi mọi người và then clean lightly with a shop là then sau đó mình mới lau bằng cái vải mọi người, ha mà phải thổi trước để ngăn những cái hạt mà kiểu như là hạt cứng cứng là mọi người đang nó bám trên cái trồng mà mọi người lau cái là nó xước cái trồng ha Now when you not using them là khi mà không sử dụng thì you should store your replacement in, in the case nó là 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 bảo quản trong cái khi mà không dùng thì nên bảo quản trong cái cây xong rồi cái, cái, bao á ok ở đây là mình thấy là trăm phần trăm uvc uvb uva nghĩa là ultra violet protection là bảo quản với lộn bảo khử tiêu uv người bảo quản trăm phần trăm trước tiêu uv ba loại a b c luôn nha ok một cái tờ giấy mà giới thiệu mọi người tờ giới thiệu khá là khá là đầy đủ thông tin ha mọi người ha À, tiếp theo mọi người tiếp theo mình giới thiệu hay, 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 hơi, hơi dài dòng tại vì uh, thỉnh thoảng mới có một cái này mọi người ha Rồi, đây là cái khăn mà ngày xưa uh, đi kèm mọi người không có in cái gì đã nhưng mà mình đã từng có một cái cái khăn ray ban giống như vậy và có chữ ray ban đây mọi người ha nhiều khi khăn này nó phai chữ luôn mọi người nhưng mà cái vải này thì mình đã từng có một cái khăn chính hãng của ray ban giống y như vậy mọi người rồi tiếp theo là một cái tờ giấy con này thì mình thấy Bow và Lâm thành lập ở Rochester, New York nha. Important này là fill and à, nói chung một cái giấy để điền cái thông tin bảo hành đó mọi người. Cái giấy này thì cái này mua ở store bên Mỹ mọi người ha. Rồi, bên trong thì mọi người thấy là cái hộp của nó, cái bao của nó dạng này mọi người. Và bao này thì thường sản xuất Mexico mọi người ha. Còn rất là mới đẹp cái ban đây mọi người ray ban và cái này là cái dấu này không cái này là cái ký hiệu của cái bao hình lo mọi người cái hình hình tam giác nằm à, nội tiếp một cái vòng tròn ha như là một cái à, giống như một con mắt trong cái hội tam điểm mọi người ok rồi tới cái kiến mọi người cái kiến nha tại vì hôm nay sẵn có cái này thì mình làm clip review cho mọi người à, có căn cứ luôn đó, thì đây là một cái cái kính dòng Ray-Ban thập niên 90 mọi người. Cái con này là được đánh mã là L2846 mọi người ha. Trồng trồng G15 mọi người, một cái trồng tiêu chuẩn G15, độ cản sáng là 85%, độ chuyển sáng 15%. Độ chống tiêu UV là 100% mọi người. Mình sẽ lau và mình sẽ sâu cho mọi người thấy rõ ha. cái cái nét BL của dòng 90 nó 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 khác như vậy mọi người. Rồi, bên đây. Mình lau nhẹ ha nó bám bụi đây thập niên 90 mươi mọi người và dòng này vẫn còn chữ trắng mọi người ha tại vì trên cái con aviator này không có dòng chữ vàng đâu nên là mình chỉ nói đây, ở trên đây thì gọi là khắc là ray ban ray ban mọi người nét mọi người thấy đẹp không rất là rõ ràng và đẹp ha rất là rõ ràng đều và đẹp mọi người thì con này ở bên dưới thì sẽ khác là BL Rayban 6214 này. đây uhm. đây mọi người BL Rayban 6214 nói chung cái chỗ này thì nó hơi sẽ khó thấy tại vì tại vì để thấy cái chỗ này nó, nó, nó. đây mọi người đó mọi người thấy là bên dưới nó sẽ khác là BL Rayban 6214 người ha rất là rõ nét luôn và cái nét nó giống cái nét của ở phần phần trên cầu nha, dưới cầu trên cầu là cùng một nét Rồi tới con ve mọi người, con ve này thì nó sẽ tán hai cái quắp này để nó giữ nào mọi người. Đó mọi người không? Nó quắp vào này. Và cái con 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 ve này thì nó sẽ chỉ là uh, kiểu như là si si màu inox thôi người chứ không phải là màu mạ vàng, mọi người lưu ý nha. Còn cái cái trên cái, cái cái thanh này thì đương nhiên là mạ vàng rồi. Và cái đời 90 thì mọi người thấy là trong cái cái miếng 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 kim loại ở bên trong mọi người mà nói cái bảng cái bảng thép ở trong á thì nó sẽ khắc luôn cái ký hiệu BL bao Bow and Lom người BL BL ha và cái chất liệu của con ve này là cứng và trong suốt nha người nó không phải là loại dẻo nha người lưu ý nha hai ve đều là khắc BL nha người rồi tiếp theo thì dòng này dù là đánh trên đây là L 2846 tuy nhiên trên cả hai cái phần đệm tay phần nhựa đệm tay đều không có như nha mọi người. mọi người lưu ý nha. Những cái năm thập niên 90 này nó sẽ không không có dập gì trên đây nha mọi người. Cho nên là mọi người lưu ý là không phải là không dập là là hàng rẻ đó đâu nha mọi người. Có những cây nó sẽ dập và có những cây nó sẽ không dập nha, nó chỉ là đánh trên cái cái cái, cái phiếu thông tin của nó thôi mọi người. Đó mọi người thấy cái này là nguyên bản nhưng mà sẽ không có dập nè ha. Đây cho mọi người nhìn kỹ lại nha. Không dập nha mọi người. À, ok Đó. ốc đây người ốc còn đẹp và chưa đụng chạm không người ha đây bên dưới đây người Đó. Con này ít dùng nên là cái việc đóng mở ra nó cảm giác nó khá là 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 rít nha mọi người nó rít lưu ý nha dùng nhiều nó sẽ sẽ từ từ nó nó ra bớt khá là đẹp người ha một cái con hàng lưu trữ mình nhìn mọi người nhìn đây xem là xem mà thấy cái độ bóng của nó nó độ bóng nó rất là cao tại vì nó chưa dùng nữa là nó chưa bị xước xét gì cả cả bên trên lẫn bên dưới người ha bên dưới người này nè thì những cây như vậy mọi người cũng tương đối hiếm rồi à, tại vì những năm 90 thì thường họ sẽ mua dùng rất là nhiều nên là mọi người thấy là à, mình về được một khá là nhiều những cái con lưu trữ những năm 70, 80 mọi người nhưng mà đặc biệt những cái năm 90 thì rất là hiếm mọi người nên đây là một cái con cũng khá hiếm mà tới giờ mình mới có một cái cái bộ mà đầy đủ như vậy để mình làm clip review cho mọi người xem ha đó thì toàn bộ những cái gì cần biết về con kính này là xong rồi mọi người tất cả những cái chi tiết là đều là xong rồi đó không còn gì cả rất là đẹp luôn, ha rất là đẹp và con này thì đã bán nha người đã bán về về một chú khách ở tiền giang người ha mình làm clip này xong thì mình sẽ đóng hàng mình gửi đi một cái con hàng cũng cho chú mua lần đầu tiên cũng trúng được mỗi con cũng khá là là đẹp mọi người một cái con cũng xứng đáng thuộc dạng là sưu tầm mọi người ha và giá cũng rất là tốt 4 triệu chẳng mọi người và một lưu ý nha con này mình đã bán mình chỉ làm clip review người không cần phải nhắn tin hỏi con này còn không giá bao nhiêu nha ok rất là đẹp để mình sau so làm một chút xíu nữa về cái chữ bl cho người xem cái phun bl nha mọi người ha đó mọi người bên đây rồi ok Rồi kết thúc một clip về con Rayban Aviator thập niên 90 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.